À, xin chào mọi người ạ, với cùng một mẫu mã và cùng một tay nghề thợ tương đương, tuy nhiên lại được chế tác trên hai nền gỗ rất khác nhau, cụ thể hơn là mun lào và bên này là vung đá. Thì trong cái sản phẩm mà khi lên những cái nền gỗ khác nhau thì trông nó sẽ như thế nào? Thì hãy cùng cơ sở bên em mà đi được chi tiết của chúng ta cùng xem nhé. Xin mời mọi người ạ. Xuất hiện trên màn hình của mọi người đang là hai bộ tranh tứ quý với cùng một mẫu mã đục này, tay nghề thợ tương đương nhau. Tuy nhiên lại được chế tác trên hai nền chất liệu gỗ khác nhau. Thì chúng ta hãy cùng đi về cận cảnh hơn để chúng ta sẽ thấy là những cái đường nét nó sẽ khác nhau như nào nhé. Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì em đang cố tình sắp xếp để hai cái tấm tùng của chúng ta nó ở một cái vị trí gần nhau. Thì khi mà nhìn vào như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng so sánh nhất. Đây là hai cái mẫu tranh tứ quý nó giống nhau, nó là một mẫu tranh tứ quý và được chế tác trên hai nền gỗ khác nhau. Thì như chúng ta nhìn thấy về đường nét đục tỉa về tay nghề thợ, thì trước tiên thì chúng ta hãy đi về gần hơn về tấm tranh hương đá được không ạ? Đó, đây là mẫu mã đục của chúng ta, mẫu mã đục của cơ sở bên em. Thứ nhất là như mọi người thấy thì đây là một cái sản phẩm được cơ sở bên em đục tay thủ công, nên là những cái đường nét chi tiết nó rất là đẹp đúng không ạ? Từ phần bên dưới được gọi là phần đất đá của tranh tứ quý. Vâng, một cái phần đất đá mà như mọi người nhìn thấy nó cũng rất là sinh động đúng không ạ? Từ những cái cây cỏ nhỏ này đó, đến những cái phần đất đá rất là uốn lượn. Bên trên thì chúng ta sẽ thấy là đó là những cái thân cây tùng cực kỳ mềm mại, và những cái phần cành tùng được đục kênh bong cực kỳ đẹp nha các bác. Các bác có thể thấy là những cái chi tiết rất là mảnh của những cái dây leo bám trên cây tùng, làm cho những cái hình ảnh của chúng ta nó trở lên sinh động hơn. Đây ạ. Tiếp theo ở bên dưới thì chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của hình ảnh của đôi chim hạc. Một cái đôi chim hạc vô cùng là mềm mại đúng không ạ? Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn chi tiết hơn khi mà sản phẩm được chế tác trên hai nền chất liệu gỗ này. Thì thứ nhất là mọi người có thể thấy là về hình thức là đã đẹp rồi đúng không ạ? Tuy nhiên khi sản phẩm được chế tác trên nền chất liệu gỗ mun lào, vâng, nó thứ nhất là các bác có thể hình dung là nó vừa đẹp từ gỗ này, vừa đẹp từ nét đục này. Cộng vào đó là phần vân gỗ của mun nó rất là khác biệt và cực kỳ nổi bật, nên các bác có thể hình dung là hai yếu tố đó thì nó nhìn làm cho cái sản phẩm của chúng ta nó nổi hơn đúng không nhỉ? Đó, đây các bác nhìn này, khi mà em đưa từ dưới lên trên để chúng ta nhìn này, vâng, khi mà các bác thấy là thứ nhất là cái sản phẩm mà khi được chế tác từ gỗ mun thì nó vừa có sự kết hợp của những cái nét đục đẹp này, vừa có sự kết hợp từ vẻ đẹp của gỗ đó, thì các bác nhìn những sản phẩm của chúng ta nó nổi bật hơn. Nói như vậy thì không phải là gỗ hương là không đẹp đúng không các bác? Thật ra là đẹp hay không thì theo em nó sẽ là tùy vào gu và sở thích của mỗi người. Ví dụ như gỗ hương thì các bác nhìn là cái tông gỗ, cái màu sắc gỗ nó sẽ sáng hơn. Với cái gỗ mun này thì cái màu sắc gỗ nó sẽ tối hơn nha các bác. Đây các bác nhìn này, mỗi người một sở thích. Đó, tuy nhiên các bác nhìn này, cả hai bộ đều rất là đẹp. Đó, với các bác mà yêu thích thêm cái vẻ đẹp của gỗ mun thì thực sự thì các bác nhìn này, khi mà sản phẩm ở cái vị trí mà như chúng ta có thể so sánh dễ hơn như này thì mọi người sẽ thấy nó cực kỳ rõ đúng không nhỉ? Đó. Và sau đây thì hãy cùng cơ sở bên em là so sánh thêm một cái cảnh khác để chúng ta sẽ nhìn rõ hơn về cái sự sắc khác biệt của hai sản phẩm nhé. Tiếp theo thì chúng ta hãy ví dụ với cây trúc tiếp đi được không ạ? Dạ vâng, thì chúng ta hãy tiếp tục là nhìn cái, đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn về mẫu trúc của cơ sở bên em làm nhé. Thì đầu tiên thì đây cũng sẽ là cái phần đất đá của cái mẫu tranh tứ quý, nó được gọi chung là như vậy. Thì như phần dưới gốc này, mọi người thấy này, thứ nhất là cái phần gốc này tỉa rất là mềm. Ở bên cạnh thì sẽ có một cái hồ sen, đã vâng. Bên cạnh nó sẽ có một cái hồ sen nhìn cực kỳ là sinh động và vui mắt đúng không các bác? Bên trên thì chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của cây trúc. Hai hình ảnh này đều là những cái hình ảnh mà các bác thấy cực kỳ đặc trưng của mùa hạ đúng không ạ? Đây, tiếp tục mà chúng ta khi di chuyển lên bên trên thì chúng ta sẽ thấy là cái phần cây trúc của chúng ta này toàn bộ nó đều được là móc kênh bong nha các bác. Phần cành và phần lá này. Tuy nhiên thì các bác có thể thấy là các cái phần cành ấy, nếu mà như các bác để ý kỹ thì thấy nó được đục tỉa cực kỳ mềm mại. Các bác nhìn này, đó, rất là mềm mại nha các bác. Lá trúc thì rất là nhọn và đẹp này, kênh bong cực kỳ đẹp. Tức là các bác nhìn là cảm giác tưởng chừng như cái cây trúc nó cực kỳ cứng, cực kỳ thô. Tuy nhiên với cái mẫu trúc này thì chúng ta lại thấy nó rất là đẹp. Và bây giờ thì chúng ta hãy nhìn sang bên cạnh là cây trúc được đục trên nền chất liệu là gỗ mun. Dạ vâng. Có thể thấy là nó vẫn giữ nguyên cái nét đục tỉa mềm mại. Tuy nhiên ở đây thì nó còn có sự kết hợp của cái phần vân gỗ nó cực kỳ nổi.
quả thằng Mun nữa, quả thằng Mun nào, thằng Mun Lào nữa. Nên các bác có thể thấy là cái cảm giác là cái vẻ đẹp nó được cộng hưởng lên đúng không ạ? Các bác có thể cảm giác là cái vẻ đẹp nó tăng lên đúng không ạ? Đây, các bác lướt từ dưới lên trên này, vẫn những cái nét đục tỉa rất là mềm mại đó, tuy nhiên vẫn những cái nét đục tỉa mềm mại đó, tuy nhiên là các bác có thể thấy là sản phẩm dường như là nó cũng cái vẻ đẹp của nó được tôn lên nhờ cái vẻ đẹp của Vân đúng không ạ? Đó, đây nó được đánh giá một phần là do cái cá sở thích cá nhân đó các bác, bởi vì không phải ai cũng cái thích là cái phần gỗ màu tối và loang lổ như này. Đấy là chia sẻ thật với các bác là như vậy. Có những bác là bác sẽ thích cái vẻ đẹp của gỗ hương vì nó rất là sáng và cái chất gỗ nó rất ổn định. Tuy nhiên cũng có bác lại thích cái sự cầu kỳ hơn, nổi bật hơn của gỗ mun và cái màu, thậm chí là thích cả cái màu tối của gỗ mun nữa. Thì cái này thì mỗi người một sở thích khác nhau. Thì với các bác mà thích cái gỗ như thế nào thì qua một số những cái hình ảnh mà em đưa thì các bác hoàn toàn là có thể là đưa ra được cái sự lựa chọn của mình đúng không ạ? Dạ vâng, trên đây thì em vừa đã so sánh cho mọi người với cùng một mẫu mã quy độ trên hai nền chất liệu gỗ khác nhau hoàn toàn như này, thì trong cái sản phẩm của chúng ta sẽ như thế nào. Thì nếu các bác thích gỗ hương hay gỗ mun thì có thể là đưa ra những cái sự lựa chọn dưới comment nhé. Và nếu các bác quan tâm hơn về những cái sản phẩm cơ sở bên em thì có thể liên hệ với em trực tiếp qua số hotline 0837 3937, hoặc mọi người có thể về trực tiếp cơ sở bên em có địa chỉ tại số 47 54 thuộc làng nghề Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để thăm khám sản phẩm trực tiếp nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đón xem video của cơ sở này. Xin cảm ơn ạ.